Xin chào quý vị đến với chương trình khoa học và chúng ta với mục Điểm tin khoa học tháng 10 năm 2022. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được bắt đầu các bản tin khoa học với hai cái thảm trạng đã dẫn đến chết người tại châu Á. Thưa quý vị, cái thảm trạng đầu tiên nó xảy ra tại một sân vận động ở Indonesia vào ngày 3 tháng 10 và nó gây ra 125 người tử vong. Cái thảm trạng thứ hai nó xảy ra tại một trong con đường ở thủ đô Seoul của Nam Hàn vào ngày 29 tháng 10, nó khiến cho 150 người tử vong. Thì thưa quý vị, những cái thảm trạng loại này đó thì không phải là lần đầu tiên nó xảy ra trên thế giới, trong quá khứ nó xảy ra rất là nhiều lần. Và theo những lần sau những lần đó thì các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra cái giải pháp. Và đối với các nhà khoa học và đặc biệt là các nhà toán học đó, thì họ tìm được cái giải pháp bằng cách mô phỏng một cái cuộc chen lấn. Thì thưa quý vị, cơ quan nghiên cứu của Pháp họ đã làm một cuộc mô phỏng mà tôi sẽ được diễn tả sau đây. Thì thứ nhất đó, họ coi mỗi con người tạm thời như là một cái đĩa hay là một cái vòng tròn. Chúng ta bỏ một cái phễu và chúng ta ở dưới đó, chúng ta cho nó rớt xuống thì cái sự việc nó sẽ là như thế này. Thì cái cảnh nó xảy ra ở trong một cái buổi chen lấn thì cũng tựa tựa như vậy. Để dễ hiểu hơn đó, thì tôi xin mời quý vị theo cái hình ảnh. Ở trong cái hình ảnh này á, thì đây là một căn phòng mà nó chỉ có một cái cửa ra vào, là cửa này thôi. Và hơn nữa, ở trong cái căn phòng này đó, nó có nhiều cái vật, chẳng hạn như bức tường hay là cái tủ hay là cái bàn gì đó. Đó tạm gọi là cái vật cản. Thì khi có một cái chuyện xảy ra, thì trước hết tôi nói là chỉ có xảy ra vì lý do là chen lấn để đi ra ngoài mà thôi, chứ không phải xảy ra vì lý do hỏa hoạn hay là cái gì khác. Đó là một chuyện khác, hay là có khủng bố, thuốc nổ, là một chuyện khác. Đây là thì người ta chỉ chen lấn để đi ra ngoài thôi. Thì cái cảnh chen lấn đó sẽ được tạm gọi như mô phỏng như thế này. Thì con người ta đó sẽ tìm cách lối ra, tìm ra bằng cách tìm cái con đường gần nhất. Và quý vị thấy những cái chỗ màu đỏ là cái áp suất lên con người đó nhiều nhất. Và cái áp suất nó sẽ tụ tập ở cái cửa ra vào nhiều nhất, cũng như ở cái góc của những cái vật cản. Thì tôi cho nó chạy nhanh để cho mọi người đều thấy. Thì đó là những cái gì nó xảy ra khi có một cuộc chen lấn. Thì thưa quý vị, khi mà người ta mô phỏng thì cái quan trọng nhất ở trong cái vấn đề mô phỏng này là cái lực của một người đè lên những người xung quanh. Thì cái lực này nó được biểu tượng bằng một cái vector. Thì quan sát cái hình này đó, thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy tất cả những cái vector đó, là những áp suất đó, nó đều hội tụ vào cái cửa ra vào hết. Thì ở cái cửa ra vào này đó, là cái nơi mà hội tụ và áp suất nó lớn nhất. Và theo các nhà nghiên cứu đó, thì nếu mà chúng ta áp suất nó mạnh quá thì sẽ đưa đến tình trạng nó ùn tắc ở cái cửa ra vào. Và các nhà khoa học đó nghĩ rằng chúng ta phải làm sao giảm thiểu cái vận tốc này. Thưa quý vị, nói thì rất là dễ, giảm thiểu cái vận tốc trong lúc người ta đang cố gắng để tìm cách vượt thoát. Cái chuyện nó không có dễ một chút nào hết. Thì để cho quý vị dễ hiểu hơn thì tôi xin được lấy cái hình ảnh này. Thưa quý vị thì quan sát đây là cái hình hồi nãy, đây là cái cửa ra vào. Thì bây giờ nếu mà tôi phóng đại lên á, thì cửa ra vào ở trong cái tình trạng ùn tắc sẽ là như thế này. Thì cho dù ở ngoài nó có đẩy đâu chăng nữa thì trong này nó không có cử động được, tại vì nó bị kẹt rồi. Cái sự kẹt như có thể chúng ta mô phỏng, chúng ta có thể tưởng tượng đến cái chuyện là như thế này. Đây là cái hình tạm gọi là cái hình cái cầu vòm. Thưa quý vị, cái cầu vòm là như thế này, nó kết cấu như thế này. Và cái cầu vòm này, người phương Tây á, họ đã phát minh ra cách đây đã nhiều thế kỷ rồi. Tôi nghĩ là thế kỷ thứ 13, thứ 14 người ta đã biết xây cái này rồi. Mà cái thế kỷ hồi đó là chúng ta chưa có xi măng. Thì những cái cục gạch này nó đâu có được gắn kết với nhau thôi. Nhưng mà tại sao nó vẫn đứng vững dưới tất cả những cái áp lực chung quanh nó đè xuống. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao nó bị ùn tắc. Thì bây giờ cách giải quyết là như thế nào? Cái giải quyết người ta đã nghĩ ra một cách giải quyết, đó là đừng có chen lấn nữa.
đừng có chen lấn nữa, phải làm sao mà giảm cái áp suất ở cái cửa ra vào. Thì cái phương pháp này nó được gọi tên là faster is slower, nghĩa là càng nhanh thì càng chậm. Nghĩa là chúng ta phải làm sao cho ở cái cửa này nè, cái lúc này là cái lúc đang ùn tắc nè, thì đừng có đẩy nữa, thì đừng có đẩy nữa, để nó giải quyết, để nó có thể chạy được thông thoáng. Thì cái cách này á, thì chúng ta thử xem, đây là cái cách vận hành của nó đây. Thì chúng ta cho nó chạy nhá. Thì chúng ta thấy là có những lúc nó ngừng lại, có lúc nó chạy thông thoáng. Thì để giảm ùn tắc thì người ta làm một cái vật, chướng ngại vật ở đây. Thì cái chướng ngại vật nó sẽ giảm ùn tắc. Và để so sánh một bên có và bên không có chướng ngại vật, thì chúng ta sẽ thấy là cái bên mà có chướng ngại vật thì nó sẽ thông thoáng hơn. Thì đó là cái cách giải quyết trong những vấn đề xảy ra, những vấn đề mà chen lấn nó gây đến tình trạng chết người. Thì thưa quý vị, bước sang cái chủ đề thứ hai là nói về trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm nay trí tuệ nhân tạo có khả năng phát hiện cái cấu trúc ngôn ngữ. Thưa quý vị, vào cuối tháng 10 vừa qua, thì Đại học McGill kết hợp với Đại học McGonagall bên Mỹ, họ đã công bố một cái bản nghiên cứu nói là trí tuệ nhân tạo có thể hiểu được cấu trúc về ngôn ngữ của con người. Thì nói đúng ra đó, thực sự con người đã có những cái nỗ lực để tìm hiểu qua trí tuệ nhân tạo về ngôn ngữ con người rất là lâu rồi, cả 20-30 năm nay rồi. Nhưng mà càng ngày chúng ta sẽ là càng tiến bộ. Để cho quý vị thấy cái tạm gọi những sự tiến bộ đó, thì tôi xin được phép trở về quá khứ bằng cách thứ nhất là chúng ta đi những đức căn bản đầu tiên. Con người không phải nghiên cứu về ngôn ngữ mà con người nghiên cứu bằng hình ảnh. Giả sử bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu, muốn dạy cho cái máy ở đây là con chó, thì chúng ta phải cho nó biết thế nào là con chó bằng cách là chúng ta cung cấp cho máy rất là hình nhiều loại chó: chó Tây, chó Tàu, chó Ta, chó Cao, chó Thấp, chó Trắng, chó Đen, đủ thứ hết để máy nó nhận diện ra. Và một cái công nghệ thứ hai là cái nhận diện khuôn mặt. Cái hình ảnh này tôi nghĩ là bên Tàu. Thì qua cái hình ảnh này thì chúng ta thấy là máy móc nó có thể tìm ra, nó nhận diện ra từng con người một. Thì cái chuyện từ cái chuyện nhận diện con chó, chuyện nhận diện con người, nó có cái điểm chung là quý vị, là cái máy đó, nó phải có ở trong cơ sở dữ liệu của nó đó rất là nhiều cái tạm gọi những hình ảnh của con chó hoặc hình ảnh con người. Thì nó đưa vấn đề mà trong trí tuệ nhân tạo nó kêu là big data, thì nó phải xử lý tất cả những cái đó trong một thời gian tương đối ngắn. Thì đó là một cái vấn đề để giải quyết. Tuy nhiên bây giờ của chúng ta trở lại cái vấn đề mà của trường Đại học McGill là nói về xử lý về ngôn ngữ của con người. Thưa quý vị, ngôn ngữ con người là một cái gì rất là phức tạp. Thì chúng ta trong thời gian qua, qua các bệnh dịch thì chúng ta cũng biết một vài cái phần mềm, một vài cái software nó có ở trên máy hoặc là nó ở trên smartphone. Chúng ta có Siri, Alexa và chúng ta có Cortana. Nhưng mà thực sự những cái phần mềm này đó, những cái ứng dụng này đó, nó rất là giới hạn. Tại cũng như tôi vừa nói hồi nãy, nó qua hình ảnh á, thì nó chỉ hiểu một số hình ảnh mà thôi. Thì đến ngôn ngữ cũng vậy, nó cũng chỉ hiểu một số ngôn ngữ mà thôi. Nếu mà chúng ta đi ra ngoài cái ngôn ngữ mà nó biết thì nó không có thể nào nó hiểu được. Tôi thấy thí dụ hơi buồn cười là chẳng hạn chúng ta đi mua một ổ bánh mì, chúng ta nói là tôi muốn mua một ổ bánh mì, thì nó sẽ hỏi lại là bánh mì gì. Nếu mà chúng ta bánh mì thịt bò, thịt gà, thịt heo á, thì nó hiểu. Và chúng ta bảo là chúng ta muốn ổ bánh mì thịt cá sấu chẳng hạn thì chắc chắn là nó không hiểu thôi. Thì cái vấn đề này đó, nó phải giải quyết là nó phải có một cái tạm gọi như là phải có một cái trong cơ sở dữ liệu nó có rất nhiều. Thì cái chuyện này nó xảy ra chúng ta không thấy bình thường là hiện thời ở trên các loại xe. Chúng ta lên xe, chúng ta có thể thay vì tra bản đồ, chúng ta có thể nói với máy là tôi muốn đi đâu. Thì tất cả những cái dữ liệu là những cái nơi trốn và những con đường đi của nó đều ghi ở trong cái cơ sở dữ liệu hết. Thì thưa quý vị, cái chuyện này đối với hình ảnh, đối với lại những cái gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay thì tương đối giới hạn. Nhưng mà đối với ngôn ngữ con người thì là một cái gì rất là phức tạp. Nói về ngôn ngữ mà chúng ta đi tìm hiểu thì ngôn ngữ nó có 6 cái thành tố. Đó là ngữ âm, âm vị, hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Thì ở đây thì có ghi tiếng Việt và tiếng Anh để cho quý vị tìm hiểu cái này là như thế nào.
thì tất cả những cái này á, nó nào là những thành tố của ngôn ngữ, thì ngữ âm là nghiên cứu cách tạo ra, truyền tải và nhận thức, âm thanh, âm vị là cách phát âm, hình thái là sự kết hợp, cú pháp là nghiên cứu những quy tắc, ngữ nghĩa là nghĩa đen và ngữ dụng là nghĩa bóng. Thì thưa quý vị, nếu mà nói về như vậy á, thì thực sự là đây là một chuyện rất là khó khăn. Và cái sự khó khăn này nó được biểu diễn trên một cái bản đồ như vậy. Thì từ ở trong đi ra đó là ngữ âm, và đi ra ngoài cùng á, là ngữ dụng. Thì máy móc á, nó phải chế ngự được tất cả những cái yếu tố này để nó có thể đi những cái chuyện mà nó nói cho con người, nó đối thoại với con người một cách tự nhiên. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu á, thì con người mới, máy móc nó chỉ mới làm được có một chuyện, đó là nó chế ngự được cái cú pháp mà thôi. Tôi nói giả sử như là ngữ nghĩa và ngữ dụng chẳng hạn, là nghĩa đen và nghĩa trắng. Chúng ta thường nói là uống nước nhớ nguồn. Uống nước nhớ nguồn thì thực sự mà nói chúng ta phải hiểu theo ngữ là ngữ dụng, là nghĩa bóng. Bây giờ chúng ta uống nước bằng chai làm gì chúng ta biết cái nguồn nó ở đâu? Thì cái câu đó phải hiểu theo nghĩa bóng. Thì tất cả những cái vấn đề này đó, thì máy móc nó phải hiểu, nó phải chế ngự được. Thì lúc đó nó mới có thể nói chuyện là đối thoại được với con người. Thì nhìn nó có chuyện đối thoại thì có một vài cái tin tức vui vui tôi xin mời quý vị cùng xem. Thì ở đây theo một cái trường ở Việt Nam họ đánh giá đó, trường dạy về ngoại ngữ họ đánh giá đó, thì top 10 ngôn ngữ khó nhất thế giới, khó nhất là Na Uy và sau cùng là nữa. À tôi xin lỗi, dễ nhất là Na Uy. Xin lỗi, tôi xếp này là xếp hơi ngược. Dễ nhất là Na Uy và khó nhất là tiếng Tàu. Thì quý vị để ý ở đây đó, thì chỉ có 5 nước là Thái Lan này, Hàn này, Nhật, Ả Rập và Tàu là 5 nước không có mẫu tự Latin. Phần còn lại là mẫu tự Latin hết. Mà mẫu tự Latin là tiếng Việt Nam mà chúng ta là mẫu tự Latin nè. Thì ở trong Việt Nam mà chúng ta không có trong cái này. Cũng còn may ạ, cũng còn may. Thì nhân nói về Việt Nam á, thì quý vị đừng quên là Việt Nam là chúng ta có 3 miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thì chúng ta rất là nhiều cái giọng nói khác nhau. Giọng Bắc, giọng Quảng, giọng Huế, giọng Bến Tre, giọng đủ thứ giọng hết. Mà mấy cái giọng này mà nói vô máy á, thì chắc là cũng mệt. Chưa hết nữa, thì quý vị cũng biết là lúc mà chúng ta dùng máy tính á, thỉnh thoảng chúng ta kẹt, chúng ta không hiểu, chúng ta dùng một cái công cụ, nó tên là Google Translate, là dịch. Và chúng ta, ở đây tôi ghi được một vài cái, tạm gọi những cái từ mà Google nó dịch cho chúng ta. Và phải nói là không thể nào không nhịn cười được. Thì thưa quý vị đây, oh my chẳng hạn, mà nó dịch là oh tomorrow thì tôi cũng không hiểu tại sao. Thì tưởng tượng cái này mà để nó hiểu được oh my là một cái món ăn thì chắc chắn là nó phải, nó đi ra ngoài cái tạm gọi là đi ngoài cái 6 cái thành tố mà tạo nên cái ngôn ngữ. Ở đây á, thì quý vị coi từ cà chớn cho đến trẻ trâu nhá, thì nó dịch hơi tạm gọi là hơi vớ vẩn. Nhưng còn hai cuối cùng á là ăn ảnh, nó dịch khá hay. Cái bản này á, tôi thực hiện cách đây có một vài phút thôi, nghĩa là vào tháng 11 năm 22. Thì ăn ảnh nó dịch đúng nha. Bó tay nó dịch cũng đúng đó. Mà thực sự đó, tôi nhớ là ngày xưa nó có một lần tôi đọc ở đâu tôi không biết, bó tay nó dịch là bó hen. Thì thực sự rất là buồn cười. Thì nếu mà coi cái bảng này thì sẽ thấy là nếu mà nó mà hiểu được, mà nó dịch được cái ngôn ngữ Việt Nam thì có lẽ là đến rất là lâu. Mà ngôn ngữ Việt Nam không phải là 10 ngôn ngữ khó nhất thế giới. Thì để kết luận, chúng ta có thể nói là nếu mà dùng như ngày hôm nay với những cái ngôn ngữ hơn 200 nước trên thế giới mà để Google nó làm được thì thực sự là bó hen. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước sang một cái lĩnh vực khác, lĩnh vực thiên văn. Thưa quý vị, đây chúng ta sẽ nói về một cái chuyện là một cái vận thạch nó lao xuống hỏa tinh. Thì tháng 10 vừa qua, tháng 10 năm 22 thì cơ quan NASA của Mỹ đã công bố cái hình ảnh của một vận thạch nó lao xuống hỏa tinh. Nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra cách đây đã gần một năm rồi. Thì đây là cái hình ảnh minh họa mà khi mà cái vận thạch nó lao xuống hỏa tinh. Thì thưa quý vị, hỏa tinh, đây là hỏa tinh. Và cái hình ảnh mà khi nó lao xuống thì đây cũng là hình ảnh minh họa mà thôi. Thì nó tạo ra một cái chấn động rất là lớn. Thì cái chấn động này
nó được đo bởi những cái máy địa chấn mà người Mỹ họ đã cài ở trên hỏa tinh từ rất là lâu rồi. Thì những cái hình ảnh mà chụp được từ một cái máy, từ một cái vệ tinh nó bay trên bầu trời của hỏa tinh, nó chụp được thì chúng ta đã ghi nhận là cái vết mà lúc mà nó lao xuống nó tạo ra một cái hố sâu có đường kính là 150 mét và có chiều sâu là 21 mét. 150 mét là nó lớn bằng một cái sân vận động. Thì người ta căn cứ vào cái tạm gọi cái kích thước này và căn cứ vào cái vận tốc khi nó lao xuống là 27.000 km/h, thì người ta có thể đoán được cái vận thạch này là nó nặng từ 200 cho đến 650 tấn khổng lồ. Thưa quý vị, tuy nhiên cái điều đáng ngạc nhiên hơn cả không phải là cái kích thước, đó là cái này. Người ta thấy ở đây, đây là cái hố 150 mét đường kính. Thì ở chỗ này chúng ta thấy có những cái vệt trắng. Thì theo các nhà nghiên cứu thì những cái vệt trắng này là vệt của nước. Thì ở đây nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, những cái vệt nước, cái hố này nó nằm ở đường xích đạo của hỏa tinh. Mà đường xích đạo thì có nghĩa là cái nơi mà nóng nhất, mà tại sao nó có nước. Cái vấn đề thứ hai quan trọng hơn mà người ta đặt ra từ lâu rồi, bây giờ người ta mới có thể suy nghĩ tới là hỏa tinh, ở trên hỏa tinh có thể có nước. Mà chúng ta biết là đây là một cái câu hỏi rất là lớn mà con người ta đã đặt ra. Bởi vì làm sao? Bởi vì nước là yếu tố đầu tiên của sự sống. Mà nếu mà hỏa tinh đã có nước thì người ta có thể đi đến câu hỏi là có thể trước đây trên hỏa tinh đã có sự sống. Thì thưa quý vị, nhân tiện nói về cái chủ đề thiên văn á, thì có rất là nhiều người đặt ra câu hỏi như thế này. Tại sao chúng ta phải bể đầu, chúng ta phải tốn biết bao nhiêu là tiền bạc để chúng ta đi tìm những cái gì nó cách xa chúng ta hàng trăm, hàng triệu năm ánh sáng. Thì thưa quý vị, nhớ có cái lý do của nó. Nhưng mà trước khi đi vào cái vấn đề đó, thì quý vị quan sát ở đây, những cái mà nó gây cho người ta tốn tiền, thứ nhất là cái trạm không gian. Thứ hai nữa, gần đây chúng ta đã nghe nói đến cái kính thiên văn James Webb. Cái này nó tiêu tốn rất là nhiều tiền. Và gần đây, nếu tôi không lầm, thì chính phủ Mỹ, Tổng thống Joe Biden của Mỹ đã tuyên bố là sẽ bỏ ra một cái ngân quỹ là 26 tỷ đô la cho 4 năm sắp tới để dùng vào việc nghiên cứu không gian. Thì dĩ nhiên, con người nghiên cứu không phải người ta chỉ đi tìm những chòm sao hoặc là đi tìm những cái vận thạch, nhưng mà nó có những cái ích lợi mà tôi ở đây tôi xin được trích ra một vài cái nó liên quan trực tiếp với chúng ta. Thưa quý vị, nhìn cái hình này quý vị đều biết đây là một cái xe điện. Cái xe điện nó đang cắm sạc, có đồng hồ và có tiền. Thì cái thời gian nó là cái yếu tố quan trọng, tiền bạc cũng quan trọng. Thời gian để sạc một cái bịch cái xe đó thì là một phần đặt là vấn đề nan giải cho con người hiện thời. Thì ở bên Pháp của tôi đó, thì tôi ghi lại được như thế này. Đây là có hai cách sạc chậm và đây là cách sạc nhanh. Đây là cường độ của những cái máy sạc. Thì chúng ta để ý á, ở chậm á, thì chúng ta có 8 ampere, hoặc là bên này là chúng ta có 10 ampere. Mà sạc nhanh là chúng ta đến 32 ampere. Tôi ghi 32 màu đỏ để cho quý vị biết rằng là hiện thời giới hạn của con người của những cái máy sạc hiện thời nó chỉ đến 32 ampere thôi. Thì đối với một chiếc xe, tôi lấy một chiếc xe Kia là của Hàn Quốc. Nó công suất là 64 kW. Nghĩa là một xe tương đối to, tương đối mạnh. Thì nếu mà chúng ta sạc mà cái kiểu mà sạc chậm thì quý vị thấy cái giờ của nó khủng khiếp không? Nó là hơn một ngày trời, một ngày rưỡi. Mà sạc nhanh thì cũng ít ra cũng phải 6 tiếng đồng hồ. Thì nếu mà chúng ta sạc kiểu này đó thì phải nói là rất là lâu. Giả sử chúng ta đi một đoạn đường dài vài ngàn cây số mà chúng ta phải sạc, chúng ta bỏ ra 6 tiếng đồng hồ, mà 6 tiếng đồng hồ là phải sạc chứ cái máy sạc đặc biệt nha quý vị. Chứ ở bình thường là ngoài chúng ta không sạc được 6 tiếng đâu, phải sạc cả lâu hơn nữa, 9 10 tiếng đồng hồ. Thì làm sao mà con người ta không sạc được? Cái lý do là như thế này. Thì lúc mà chúng ta sạc đó thì chúng ta cho một cái luồng điện nó chạy qua. Quý vị cứ tưởng tượng đây là hai sợi dây cáp. Khi mà cho một cái luồng điện chạy qua đó, thì cái luồng điện nó thể chạy như thế này, nó chạy chậm, hoặc là chạy nhanh, là chạy như thế này. Nhưng mà khi chạy nhanh, nó có một cái hiệu ứng rất là xấu, đó làm sợi dây nóng lên.
Sợi dây nóng lên, chính vì thế con người ta mới giới hạn là 32 ampere. Nếu mà nóng hơn 32, nếu mà mạnh hơn nữa đó, thì cái sức nóng nó có thể làm giảm cái công suất cho cái bình sạc. Thì vào tháng cuối tháng 10 của năm nay thì cơ quan NASA đã công bố một cái tạm gọi như cái nghiên cứu của họ. Thực sự không phải là nghiên cứu, đây là những cái gì họ đã làm được. Họ đã thực hiện trên cái trạm không gian ISS. Nghĩa là họ sẽ dùng những công nghệ để sạc nhanh. Mà những cái công nghệ này đó, nó có thể sạc, thưa quý vị, nó có thể sạc đến 5 phút thay vì là 36, 37 tiếng đồng hồ như là chúng ta đã làm ngày hôm nay ở dưới đất. Thì cái công nghệ của nó là như thế này. Thì họ cố gắng và làm sao họ giảm cái nhiệt độ. Thì lúc mà cái máy mà nó sạc điện thì nó làm dây nóng, thì người ta sẽ dùng một cái công nghệ đặc biệt để giảm cái dây cho nó khỏi nóng đi. Thì cái công nghệ được dùng ở trên ISS là trạm không gian, là đây là cái công nghệ đã được sử dụng, nó tên là subcoiler flow boiling. Tiếng Việt Nam nếu dịch ra là đun sôi trong môi trường lạnh. Thì cái công nghệ này sẽ loại trừ 10 lần cái nhiệt độ ở trong cái sợi dây, và nó tăng 5 lần cái cường độ sạc, và dĩ nhiên theo đó thì nó giảm cái thời gian sạc. Thì ở đây rõ ràng là những cái nghiên cứu mà chúng ta nghĩ là xa vời, thực sự là nó hữu ích, nhưng mà chúng ta phải đợi một thời gian để chúng ta có thể sử dụng được. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến chủ đề sau cùng là vấn đề nói về nguyệt thực. Thưa quý vị, nguyệt thực nó vừa xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, là cách đây mới có hơn một tuần. Thì nói về nguyệt thực thì có cho phép tôi nói về hai cái hiện tượng nhật thực là nguyệt thực. Nhật thực hay là nguyệt thực á, là nó nói về cái sự kiện hay là cái vị trí của mặt trăng, mặt trời và trái đất, vị trí tương đối. Khi xảy ra nhật thực á, thì là mặt trăng nó ở giữa, mặt trời và trái đất ở hai bên, và tất cả ba cái vật này nằm trên đường thẳng hết. Tuy nhiên tôi cũng xin nói thêm là cái hình ảnh này nó không có đúng với tỷ lệ nha quý vị. Cái trái đất, cái mặt trời nó lớn khủng khiếp lắm, và nó xa trái đất rất là xa. Còn mặt trăng nó chỉ cách trái đất có 300.000 km mà thôi. Thì đây là hiện tượng nhật thực, nghĩa là mặt trăng ở giữa nó sẽ che khuất mặt trời. Và chúng ta ở khi mà chúng ta nằm ở chỗ này, ở giữa này, chỗ này trên đường thẳng đó, nó lúc là ba cái vật này nằm trên đường thẳng, thì chúng ta sẽ không thấy mặt trời. Thì hiện tượng nguyệt thực thì là ngược lại, thì là mặt trăng nó nằm ở đây, mặt trăng nó nằm ở giữa. Mặt trăng nó nằm bên trái và trái đất nó nằm giữa. Còn một hiện tượng thứ ba nữa, hiện tượng này không bao giờ xảy ra, đó là mặt trời nằm giữa. Hiện tượng này nếu mà mặt trời nằm giữa thì có lẽ là chúng ta không có đứng đây mà nói chuyện với nhau được, tại lúc đó là cả thế giới sẽ chết cháy hết. Thì nói đùa cho vui. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại cái vấn đề nguyệt thực của ngày 8 tháng 11 vừa qua. Thì nói đến nguyệt thực hay là nhật thực á, thì chúng ta phải cái việc điều đầu tiên nghĩ tới là cái quỹ đạo. Ở đây thưa quý vị, cái mặt phẳng màu xanh này đây nè, nó là cái mặt phẳng của quỹ đạo của trái đất quay chung quanh mặt trời. Cái quỹ đạo này nó tên là P, tôi đặt tên là P. Cái quỹ đạo này tên ở ngoài nó kêu là mặt phẳng hoàng đạo. Còn cái quỹ đạo màu đỏ là quỹ đạo của mặt trăng quay chung quanh trái đất. Ở trong cái hình này đó, thì là chúng ta có thể tưởng tượng được rằng quỹ đạo của mặt trăng và hoàng đạo nó cùng một mặt phẳng. Nhưng mà thực sự không phải. Nếu mà nó cùng một mặt phẳng thì mặt trăng quay chung quanh trái đất 29 ngày, một quỹ đạo 29 ngày, một chu kỳ 29 ngày. Thì là mỗi 29 ngày chúng ta có một lần nguyệt thực. Mà thực sự đâu phải vậy. Trong một năm tối đa chúng ta chỉ có 5 lần nguyệt thực mà thôi. Cái lý do là tại sao? Cái lý do là quỹ đạo của mặt trăng đâu phải thẳng vậy. Quỹ đạo của mặt trăng nó hơi lệch như vậy. Thì chính vì lý do đó, thỉnh thoảng chúng ta mới thấy được, và thỉnh thoảng có những nơi thấy, có những nơi không thấy cái hiện tượng nguyệt thực xảy ra. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu rõ hơn về cái hiện tượng nguyệt thực. Thì tôi xin nhắc lại, nguyệt thực nghĩa là nó nằm ở cái vị trí trái đất ở giữa, mặt trăng với mặt trời ở hai bên. Thì lúc mà xảy ra hiện tượng nguyệt thực thì chúng ta cũng đừng quên là mặt trời lúc nào nó cũng chiếu ánh sáng, nó lan tỏa trong vũ trụ. Thì lúc mà xảy ra hiện tượng nguyệt thực thì trái đất nó sẽ che mất ánh sáng của mặt trời. Thì cái việc này nếu mà quan sát
Đây là quan sát từ Paris vào cái ngày 8 tháng 11. Thì cái hình ảnh này là chúng ta thấy là bắt đầu có hiện tượng nguyệt thực, nghĩa là bóng của trái đất nó bắt đầu nó che mặt trăng. Sau đó mặt trăng nó bắt đầu nó đổi màu. Và cái cực đại của màu lúc mà nguyệt thực, đây là, xin lỗi tôi xin mở ngoặc là nguyệt thực toàn phần, nghĩa là che hoàn toàn mặt, che hoàn toàn mặt trăng, mặt trái đất nó che hoàn toàn. Lúc mà nguyệt thực tối đa thì nó biến thành màu đỏ. Sau đó từ từ nó sáng lại và sau cùng là chấm dứt, là mặt nó ra khỏi cái hiện tượng nguyệt thực chấm dứt. Thì cái thời gian này đó, tính là khoảng chừng hơn 3 tiếng đồng hồ. Thì ở đây có hai câu hỏi được đặt ra quý vị. Thứ nhất đó, là nếu mà trái đất nó che khuất thì chúng ta đâu có thấy được mặt trăng. Và câu hỏi thứ hai nữa là như vậy, là tại sao nó có hiện tượng màu đỏ như thế này. Thì tôi xin được phép trả lời hai câu hỏi và làm một. Thì đây là hình ảnh của mặt trăng, rất là đẹp phải không quý vị? Thì lúc mà xảy ra cái hiện tượng nguyệt thực á, thì trên nguyên tắc thì chúng ta sẽ không thấy mặt trăng, tại vì trái đất nó che mất mà. Nhưng mà trên thực tế thì ánh sáng của mặt trời nó vẫn còn chiếu sáng được mặt trăng qua hai cái hình ảnh, qua hai cái tia sáng nhưng mà tôi biểu diễn như thế này. Hai cái tia sáng này nó vẫn còn chiếu sáng lên mặt trăng, thì nó làm cho mặt trăng vẫn, chúng ta vẫn còn nhìn thấy được. Thì thưa quý vị, tuy nhiên thì chúng ta đừng quên là chung quanh trái đất của chúng ta có một bầu khí quyển nó cả mấy chục cây số. Thì bầu khí quyển này nó có cái hiệu ứng nó lọc ánh sáng mặt trời. Thì đây là quang phổ của ánh sáng mặt trời. Thì quang phổ nếu mà chúng ta phân tích ra đó, thì nó đi từ tia cực tím cho đến tia hồng ngoại, nghĩa là từ tím cho đến đỏ, là từ 400 cho đến 750 nanomet. Tôi xin nhắc lại, nano nghĩa là 10 đến thừa trừ 9 mét. Thì cái hiệu ứng của cái bầu khí quyển đó là nó lọc bớt đi tất cả những cái tia sáng nằm dưới 600 nanomet, nghĩa là chỉ còn phần còn lại màu vàng và đặc biệt phần còn lại nhiều màu đỏ nhất. Điều đó có nghĩa là tại sao chúng ta thấy mặt trăng nó có hình màu đỏ. Và đây là một cái hình rất là đẹp, chụp vào ngày 8 tháng 11 vừa qua ở Mexico. Thưa quý vị, bằng tấm hình này tôi xin được phép kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký và nút chuông. Còn bây giờ chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời chào tạm biệt.